Đây là một loại cây có độc tính rất mạnh, nó có thể tự làm cho mình chết vì độc, được biết đến là cây độc nhất thế giới. Tuy vậy, nó lại không thể kháng được độc của chính mình. Nếu ai đó vô tình hoặc cố ý khiến nhựa của cây này dính vào vết thương của bạn, bạn có thể chết trước khi gặp bác sĩ. Theo lý thuyết, loại cây đáng sợ này phải khiến các sinh vật khác tránh xa. Nhưng loài chim Plumeria lại không sợ, chúng có thể miễn nhiễm với độc tố của cây độc và chim Plumeria làm tổ ngay trên cây, tiện ăn cả quả của cây này luôn. Và sau khi tiêu hóa xong xuôi, chúng thải ra một lượng lớn phân xuống mặt đất. Loại phân bón trời cho này sẽ làm cho đất xung quanh trở thành đất có độc, giết chết mọi loại cây cối xung quanh, và chính cây độc cũng hấp thụ chất độc từ dưới đất và cũng bị chết bởi chất độc của chính nó. Vậy vấn đề đặt ra là độc tố từ đất có độc độc hơn hay là độc tố trong cây độc bị chết bởi độc tố trong đất độc độc hơn? Thôi khó quá bỏ qua, chúng ta đến xem anh em họ của cây độc. Cáo sa mạc, nó sống trong một khu vực khá nhỏ, chỉ gấp 3 lần diện tích của Nhật Bản. Đôi tai to dài 15 cm có thể giúp chúng nghe thấy mọi âm thanh nhỏ nhất. Điều quan trọng nhất là tai nằm trên đầu, có thể nhanh chóng tiếp nhận thông tin. Hôm nay tôi sẽ đoán tuổi của các bạn, đầu tiên lấy năm sinh trừ năm nay và bằng bạn không có người yêu. Cáo sa mạc bị đánh thức bởi cơn ác mộng, trời tối đến và nó bắt đầu đi săn. Nó ăn các loại côn trùng, không phải vì nó ngon, chỉ vì dễ bắt thôi. Cáo sa mạc không cần uống nước, nó sống nhờ nước trong thức ăn. Nhưng mà hôm nay bận rộn cả đêm đều không có thu hoạch. May mắn thay, mặc dù không tìm thấy thức ăn, nhưng không phải không có gì, được cái vừa mệt vừa đói, thật tuyệt. Ban ngày, sa mạc đầy nguy hiểm. Những kẻ săn mồi gần đó có thể dễ dàng giết chết cáo sa mạc, nhưng ban ngày nó đi ngủ trong hang nên không chết được. Vậy nên chúng ta đổi qua nhân vật chính của video hôm nay. Nhân vật chính chết rồi. Kỳ nhông Axolotl, anh em cùng cha khác ông nội nới cáo sa mạc, chúng là một loài sinh vật chỉ cảm thấy no khi ăn và những lúc khác thường luôn đói, thường sống cùng các anh chị em trong một cái ao nhỏ. Nhưng khi nhiệt độ tăng lên, nước giúp môi trường sống thu nhỏ lại, thức ăn cũng ít đi. Một số anh chị em bắt đầu cảm thấy đói không chịu được, thì phải làm sao? Vậy thì đơm nhau thôi, mặc dù là anh em cùng nhau sống trong ao này, ai lớn hơn thì làm bố, cứ ăn được là được. Gió xào xạc, gió xào xạc, anh em kỳ nhông Axolotl đang thỏa mãn cơn đói khát và bắt đầu ăn thịt lẫn nhau. Sau đó, ao dần dần cạn kiệt, chỉ còn duy nhất một kẻ mạnh nhất còn sống sót. Và nó quyết định rời khỏi nơi này, nơi đầy kỷ niệm đẹp đẽ và đầy tình cảm gia đình, tiếp tục qua xem em họ của kỳ nhông Axolotl, con ruồi nhỏ. Con ruồi vừa cất cánh, liền gặp một cư dân mạng. Vậy là ruồi nhỏ mất mạng. Rõ ràng là cư dân mạng rất hài lòng với ruồi nhỏ, nhưng con ruồi thì không vui lắm. Tình yêu online đúng là nhiều rủi ro và bạn cần thận trọng. Vậy chúng ta đổi qua nạn nhân mới, đó là nhân vật chính. Con bọ hung này tối nay chỉ có một việc, đó là tìm được người yêu. Một tấc thời gian là một tấc vàng, một người không có người yêu là FA. Sau những nỗ lực không mệt mỏi, cuối cùng nó cũng tìm thấy cô gái trên máy kéo. Lần đầu gặp mặt nhất định phải để lại ấn tượng tốt. Ấn tượng thật là hài. May mắn thay, khi cô gái nhìn thấy anh chàng, khi đến có mang theo thùng xốp và tủ lạnh, vậy là cô gái liền chấp nhận. Hai con bọ hung lập tức bắt đầu yêu nhau thắm thiết và còn cất cánh bay được. Xem ra vừa rồi hơi mất sức, không sao đâu, như vậy được gọi là hạnh phúc rồi. Hạnh phúc bị chuột ăn rồi. Hạnh phúc đến chết luôn.